ai hỏi em rằng chia tay anh buồn không? Em không biết phải nói thế nào vì không muốn lời nói chia tay. Công ty ngày nay là bao năm anh dừng xây, là quá khứ và cả tương lai, thì hiện tại anh luôn ở đây. Vì em thì ai vẫn luôn là nhà nơi anh phục có bao đàn em. Chỉ là nay anh đi công tác xa nhà, anh em sẽ luôn đợi anh. Băng qua cả núi, vượt qua cả sông, dù cho biệt khó mong anh vững vàng. Anh yên tâm còn chúng em. Dù cho ngày tháng, dù cho đường xa, dù cho cả lúc đít lại đan đè, dẫu có ở phương nào thì em ti ai luôn luôn chung phúng thêm thành công. Rằng chia tay anh buồn không? Em không biết phải nói thế nào vì không muốn lời nói chia tay. Công ty ngày nay là bao năm anh dừng xây, là quá khứ và cả tương lai, thì hiện tại anh luôn ở đây. Vì em thì ai vẫn cả sông, dù cho việc khó mong anh vững vàng. Anh yên tâm còn chúng em. Dù cho ngày tháng, dù cho đường xa, dù cho cả lúc đất lại đan đè, dẫu có ở phương nào thì em ti ai luôn luôn chung phúng thêm thành công. Yêu thương từ bán hoa chung miền Nam, cùng nhau gửi phúc bao nhiêu ân tình. Em ti ai, em ti ai ngàn lời cảm ơn. Thì em ti ai luôn luôn chung phúng luôn bình an.